Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Hiện tại bây giờ mình đang đứng trước một cái nhà xưởng một cái nhà xưởng sản xuất ra một nhân vật rất là trẻ trâu và rất là hài hước. Đó là ai? Đó là Spider-Man, một nhân vật gọi là còn rất là trẻ nhưng mà đã trở thành một siêu anh hùng rồi. Và cái nhân vật này tất nhiên là còn trẻ là phải trâu rồi. Và gọi là trẻ trâu nhưng mà thanh niên Spider-Man rất là hài hước. Đây, cho các bạn coi luôn. Đây chính là nhà xưởng sản xuất ra Spider-Man. Ok, mấy thằng này nãy giờ nó bắn mình rết à. Được rồi, mình sẽ sản xuất và mình sẽ đi tìm mấy thằng này để đánh tụi nó. Tại vì nãy giờ các bạn thấy là nó cứ bắn mình hoài à, mình có làm gì nó đâu. Mình đang đứng mình chào các bạn mà nó lại nó bắn mình là mình không thích rồi đó. Ok, bây giờ mình đang sản xuất ra đây. Đây, đây chính là cái nhà máy sẽ sản xuất ra Spider-Man người nhện. Nếu như tụi này nó thích chiến thì mình sẽ chiến với tụi nó. Ok, bây giờ mình đã có tiền rồi, mình sẽ mua những cái món đồ của Spider-Man. Ok, Spider-Man Chain. Đây là một cái vũ khí của Spider-Man. Spider-Man Web là cái gì? Là một cánh tay. Cánh tay chúng ta có thể phun tơ nhện. Woo, yeah. Ha ha. Tụi mày đâu? Bây giờ là mình đã có súng rồi. Mình đã có cây súng rồi. Đây là cây súng shotgun. Thằng Spider, thằng Batman kìa. Oh my god, nó bắn mình, mình bắn nó, hai thằng đều hòa nhau. Quá dữ luôn các bạn, mình bắn trúng nó bắn, cũng bắn trúng mình luôn. Nhưng mà không sao, bây giờ mình đã có, súng mình lụm được là mình vẫn còn xài được kìa. Vãi chưởng, gắt vậy. Ok, mình là Spider-Man mà đúng không? Thì đồng nghĩa với việc mình không sợ bất kỳ một cái thằng nào ở đây hết. Ok, tại vì mình rất là trẻ trâu. Mình cực kỳ trẻ trâu luôn. Cái thằng này nói cây súng thôi đó đã mạnh rồi, huống chi chúng ta còn có thêm những cái vũ khí, những cái sức mạnh của Spider-Man nữa. Nãy giờ thì ở đây mình gặp rất là nhiều thằng trẻ trâu nó đánh mình, bây giờ mình phải gọi là tiêu diệt tụi nó để trả thù lại những gì mà tụi nó đã gây ra đối với mình. Tại sao thằng này nó hồi sinh lâu vậy? Ôi, hình như là hết đạn rồi. Cha mày. Ủa mà sao nó zoom dữ vậy ta? Sao nó zoom dữ vậy? Ok, mình hiểu rồi, mình hiểu. Mình đã có thể thay đạn và mình có thể làm được bất cứ mọi thứ luôn. Bất kỳ mọi thứ mà mình thích. Ok, rồi. Tụi mày tới đây. I'm coming. Rồi, bắn tụi nó. Tụi nó là ai? Mấy cái thằng trẻ trâu, mấy cái thằng trẻ con. Mày đánh không? Hả? Mày đánh không? Ok, đang reload đạn. No. Hai đạn lại lên. No! Tại sao hai đạn chậm vậy? Tại sao vậy? Ok, nhưng mà không sao, chúng ta chiến tiếp nào. Chúng ta có tiền rồi, chúng ta sẽ tiếp tục sản xuất ra thôi. Ok, mình sẽ sản xuất ra những cái này để chúng ta có thêm nhiều tiền nữa. Nhưng mà chúng ta sẽ phải tiếp tục đánh nhau với bọn này thôi. Hên quá, mình lụm được cái súng là mình lụm được, mình sử dụng được hoài luôn các bạn ơi. Mừng vãi chưởng. Ok, Spider-Man đã tới đây. Woo. Ok, thằng nhóc kia, mày ra đây. Mày không khóa cửa à? Rồi, xong mày rồi con, xong mày rồi. Nó không làm được mình đâu. Ok, mình là Spider-Man mà đúng không? Mình có thể gọi là đu dây ở tất cả mọi thứ. Nè, mày chạy đâu bắn anh nè. Mày muốn bắn là bắn à, không dễ đâu em ơi. Thằng nhóc kia mày chạy đâu hả? Mày chạy đâu? Ok. Spider-Man chưa, tại vì chưa có vũ khí cho nên là và tạm thời dùng súng thôi. Chứ tí nữa mà có vũ khí rồi á thì sẽ sử dụng vũ khí nha các bạn. Ok, Spider-Man. Ok, có nói chung là có cái tơ nhện này. Thằng này nó có sáu đồng. Thằng này nó có sáu đồng. Mày sáu đồng. Sáu đồng có bằng shotgun không? Shotgun khi mà đứng gần thì sáu đồng cũng không là gì đâu. Các bạn hãy nhìn đây. Sniper một phát. Ghê chưa? Mình chỉ cần bắn thằng đó đúng một phát thôi là nó đã ngoẻo rồi. Chỉ cần trúng thôi là ngoẻo chứ không cần phải là gì hết. Đây, sniper thằng kia đứng sau quá không biết trúng không nữa. Ok, mình sẽ bắn trúng thằng này. Come on. Trúng. Ok, trúng rồi nhưng mà hình như là xa. Ok. Xa cũng bắn được luôn. Ai ngờ là xa cũng bắn được luôn, hay thiệt. Ok, mấy thằng nhóc này chạy thoát không? Hơi lắc nè. Chạy thoát không? Sao? Chết này. Ok, may mắn là nó đã thoát được. Ok, và vừa rồi là các bạn cũng đã thấy là cây súng sniper rất là mạnh luôn. Mình sẽ lượm thêm những cây súng khác. Đây đâu rồi? Đây. Nhắm. Đấy. Hộp ba. Mày nè. Ủa? Sao đứng gần luôn mà? What? Cây sniper này bị làm sao vậy? Ok, lúc bắn trúng không thôi, bây giờ không làm mất thời gian của các bạn nữa. Bây giờ mình sẽ gọi là sản xuất ra Spider-Man. Ok,
Spider-Man. Rồi ok, bây giờ mình đã có thể sản xuất ra Spider-Man rồi nha các bạn. Đó, cho nên là các bạn cứ bình tĩnh. Rồi, đây chính là cái chúng ta có thể sản xuất ra Spider-Man với giá là 15.000 đô. Ok, và đây chính là Spider-Man. Ủa sao mà Spider-Man cái đầu kỳ vậy? Ôi, xong chưa vậy? Spider-Man này hình như là hơi lỗi. Ồ, nó hơi lỗi thôi, nhưng mà khi biến hình là chính gốc Spider-Man luôn nha các bạn. Cái này là nó chưa mọc ra hết nè. Chính gốc Spider-Man luôn, ghê chưa. Rồi ok, bây giờ mình sẽ mua cái món đồ đầu tiên với giá 3.500. Rất là rẻ luôn. Wow, một cái súng Spider-Man. Spider-Gun, ok, một cái súng Spider-Man. Đây rồi, một mục tiêu. Ok, một mục tiêu. Chạy nè, thấy chưa các bạn? Thấy chưa, thấy Sniper chưa? Sniper chính hiệu là nó phải như vậy. Ok, để mình thay đạn cái rồi. Được rồi, à, có một thằng nhóc. Thằng nhóc này nó sẽ không biết tại sao mà nó bị vậy đâu. Sniper, thật là đỉnh câu. Đúng là đỉnh câu luôn các bạn ơi, quá đã luôn. Sniper thật là xịn. Rồi từ từ. À, có cái thằng đang nhắm mình kìa, tưởng mày nhắm anh dễ à, anh đã hơi bị thông minh đấy. Rồi ok, nãy giờ nói chung là mình test Sniper thôi, còn đây chính là cây súng mà mình vừa mới mua được của Spider-Man. Ok, từ từ mấy bạn ơi, để tôi chỉnh lại cái. Mày nè, wow. Súng này bắn ra 3 tia luôn, quá dữ. Thấy chưa, nó không dám ra ngoài. Tụi nó chắc chắn là tụi nó sẽ không dám ra ngoài rồi. Bây giờ là có một thằng đằng kia, súng máy là bay tới. Trời ơi, mình không nhớ luôn. Đây rồi. Sniper. Wow, bây giờ mình không ngờ là Spider-Man mạnh đến như vậy. Quá mạnh luôn. Ok, anh tới đây, I'm coming. Ok, anh tới đây, I'm coming. Mày chạy đâu? Chạy đâu hả? Chạy đâu hả thằng nhóc? Chạy đâu? Chạy đâu? Băng, ok, reload cái này cái đã. Đó, bạn thấy chưa? Spider-Man không hề yếu, rất mạnh. Đó, anh ấy cũng rất là dễ trâu luôn, tại vì anh ấy còn rất trẻ. Rồi, ok, thằng kia đang đứng trong nhà nó nhắm mình đúng không? Mình sẽ bay lên trên nhà nó. Rồi, mày cứ nhắm anh đi, anh sẽ lên tới nhà mày luôn. Mày cứ nhắm đi. Rồi, ok, bay lên. Oh, wow. À, ủa sao nhà này không có nóc ta? Sao nhà này không có nóc nhà? À, đứng đó làm gì kìa? Đứng đây là wow, nó quăng cái gì ra kìa? Nó đang phóng phi tiêu mình. À thằng này phóng phi tiêu anh à. Phóng phi tiêu à. Nó đang phóng phi tiêu. Mày phóng không? Ok, nó đang cầm trên tay cái gì đó các bạn. Rất là nguy hiểm. Mày chạy đâu? Nó thoát rồi kìa. Wow, nó may mắn ấy. Rồi ok, nó thoát thì mình bay ra ngoài thôi. Sao đâu? Sniper. Chạy đâu em ơi? Ok. Chạy đâu? Oh wow, mình không ngờ Spider-Man lại mạnh đến như vậy. Có thể dịch chuyển đi đâu cũng được hết á. Cái cây này mình thấy nó vô dụng quá, mình không biết là nó mạnh hay không, nhưng mà ok mình sẽ thử. Ủa, nó vô dụng thiệt luôn á. Ồ, nó quay nè, nó quay. Woo. Cây nó quay. Ok, ra là như vậy. Ok, nó quay nhưng mà mình thấy nó không có mất máu nhiều lắm. Nó mất có miếng máu à. Cú bắp, nhìn nó hay là lạ chứ. Cú bắp. Chạy đâu, ok, có súng kìa. Quay, thằng kia không được lấy súng. Mày hả con, mày đâu. À, mình có thể phóng tơ vô người tụi nó. Oh my god. Nó bắn mình, láo, thằng này láo. Sáu nòng, trời qua sáu nòng rồi. Ok, Sniper đúng không? Chả biết nó cho súng, trời ơi, nó cho súng cùi. Ok, rồi thôi, kệ nó đi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục mua Spider Box. Là cái gì? Ủa, là một con nhện. À, là cái con thú nuôi của Spider-Man. Ok, cái này là 50.000 lần hả? Oh my god, 50.000 lần. Ôi, bên kia có tiền kìa. Qua bên kia. Này giờ bây giờ không biết xài sao luôn các bạn ơi. Ok, có tiền rồi. Wow, mình đang bay đâu luôn kìa. What the hell? No. Ok, 2.500. Ê, 2.500 nha. Trời ơi, có một đô. Quá bèo. Ok, không sao. Bây giờ mình sẽ tiếp tục. Bây giờ súng vũ khí của mình nó quá nhiều luôn, mình không biết cái nào ra cái nào luôn các bạn. Rồi, nãy mấy thằng nhóc. À, cái thằng nhóc. Thằng nhóc, ok. À đúng rồi, quên, mình có cái này, mình kéo lại được. Đúng rồi, mình kéo tụi nó lại được. Nó bò dưới luôn kìa, mình kéo nó lại được. Rồi. Ô, trời ơi, mình đụng vô cánh cửa nhà nó. Nhưng mà mình có thể kéo tụi nó lại được nha các bạn. Có thể kéo lại được. Wow, quá tuyệt vời. Mình khá là thích rồi đó. Súng quá trời quá đất luôn, không biết để làm gì nữa. Thôi không lụm súng nữa đâu. Lụm súng nó sai lầm quá, không lụm nữa đâu. Ok, bên kia có nhà có thằng kìa.
là kia nó bị kẹt rồi kìa. Ô mày hả con? À nó tới mình kìa, nó tới mình kìa. Mày nè. Wow, đúng là kỹ năng đỉnh cao là như vậy nè. Rồi mình biết cái cách chơi kỹ năng rồi. Mình biết cách để chơi kỹ năng rồi. Mình sẽ phóng trúng một thằng. Rồi mình sẽ kéo lại. No. Ô súng kìa, súng kìa. Thôi không lồng súng đâu. Mình sẽ kéo nó lại mình. Rồi, mày nè con. Các bạn thấy chưa? Mình chỉ cần chơi kỹ năng đó thôi là chắc chắn tụi nó sẽ không thoát được. Rồi mình sẽ thay cái này. Wow, mình chỉ cần kéo lại cái mình lấy shotgun mình bắn. Quay, thằng nào á? À, thằng kia, mày dám bắn anh à? Được. Được lắm. Ok, bắn anh đúng không? Sao quá, mình sẽ kéo nó xuống. Rồi, mày xuống đây. Ha ha ha. Mày xuống đây. Ok, ha ha ha. Ô, mày xuống đây, thấy chưa các bạn? Đó là kỹ năng của Spider-Man đó. Rất là đỉnh cao luôn. Mình rất thích cái chiêu này, mình đã kết hợp được hai thứ rồi. Ok, cái này nhanh lên, chạy lẹ đi, bây giờ không cần tiền nữa. Come on. Thằng kia đang chạy kìa. Ok, lẹ đi. Mày nè, úi hồi. Mày nè. Mình lấy được cái súng của nó luôn. Oh my god, Spider-Man công nhận cái tơ nhện đúng là đỉnh thiệt chứ. Cái tơ nhện đúng là có lợi luôn á. Rồi ok, bây giờ thằng này chạy sao được. Chạy đâu em ơi. Trời ơi, của bắp. Bây giờ ở đây mình là đỉnh nhất rồi, mình không sợ nào nữa. Đỉnh nhất rồi, quá đỉnh rồi. Oh my god, phê quá trời quá đất luôn. Quá đã. À, có thằng nhóc đang núp. Ok, mình sẽ bay lại đó, chắc chắn mình sẽ bay lại đó rồi. Mà chắc chắn thằng nhóc này sẽ không dám ra đâu. Ok, mày. À, có thằng đang đu ở nhà mình kìa các bạn. Thằng này liều, nó dám đu ở nhà mình luôn. Mày đu ở đâu? Kéo lại. Rồi, mày xuống đây. Wow, mình mạnh thiệt luôn á các bạn ơi. Mình không ngờ mình mạnh vãi chưởng. Rồi, còn thằng này nữa. Ok. Woo. Ủa, sao hụt không vậy? Woo, tới đây. Không chạy đâu em ơi. Trời ơi, sao mạnh thế nhờ. Ok, thôi bây giờ mình vô mình coi đủ tiền chưa. Mình sẽ mua cái món vũ khí cuối cùng của Spider-Man luôn. Gần đủ rồi, xém đủ. Ô, đủ rồi. Yeah. Nhưng mà mình khoan đã, mình... Trời ơi, bỏ đi. Mình sẽ mua cái vũ khí cuối cùng, mà sau đó mình sẽ chiến đấu với tụi nó. Các bạn thấy chưa, hồi nãy vô nó ăn hiếp mình. Mình đâu có làm gì đâu, mình đang đứng chào các bạn, nó ăn hiếp mình. Ôi, một cái kiếm của Spider-Man. Ủa? No, không lấy được luôn, hết slot rồi, lụm súng nhiều quá. No, cái này thật sự đâu phải mình muốn lụm đâu. Bắt được không? Rồi, đổi cái sniper đây rồi. Chạy hả? Chạy nè. Xa quá bắn không trúng. Ok, quá hiểu rồi. Mình quá hiểu cái vấn đề đó rồi mà. Ok, cái này xa quá mình bay không tới nè. Mình bay nó không trúng tới. Ok, bay tới đi. Nhanh. Tụi nó đang chiến đấu kìa. Kéo tụi nó lại, kéo mấy thằng nhóc nó lại. Ok, kéo lại. Mày tới đây. lăn lộn mày con. Ui, mình mất máu nhiều vậy. Mình mất mày nè. Ơ. Ngoẻo luôn rồi, nhưng mà không sao, mình đang muốn ngoẻo để mình có thể lấy được những cái món đồ cần thiết. Chẳng hạn như cái cây này mình sẽ không lấy nữa, cây này không sử dụng được cái gì hết á. Quá cùi. Mình sẽ lên mình lấy những cái thứ mà mình cần thiết. Đó. Đúng rồi, nãy giờ quên thả mấy con đệ ra ha. Oh my god. Thôi từ từ, mình sẽ sử dụng cái kiếm này, sau đó mình sẽ sử dụng con đệ coi nó như thế nào. Rồi ok, có thằng kia nó cũng đang bay giống như mình kìa. Đây, có một thằng nó cũng đang bay giống như mình kìa. Đó, mình sẽ bay lại chỗ nó. Rồi, ok. Ôi, thằng cô. Wow, biến mất luôn các bạn. Một biến mất nó luôn. Ok, nó đang bay kìa. Mày tới đây rồi em ơi, tới đây rồi. Wow, nó tan biến luôn chứ không phải là nó xỉu nha. Tan biến ngay lập tức luôn á. À, thằng này đứng ngay đây cũng bị tan biến luôn nha em. Wow, cây kiếm này thật là đúng. Wow. Nó tạo ra cái đường nhện nè. Nó tạo ra cái đường tơ nhện. À, ok, tạo đường tơ nhện đúng không? Nhưng mà bây giờ mình cần phải ngoẻo trước đã. Ok, mình sẽ bay vô nhà thằng này để mình ngoẻo. Rồi, ok. Rồi, mình sẽ lấy cái con bot để làm cái gì? Để mình gọi là thử sức mạnh của nó coi, tạo ra những con nhện á, những con nhện yêu tinh á. À không, những con nhện robot thì đúng hơn. Ok, rồi. Nhện người máy đó. Rồi ok, thả ra. Wow! Ha. Phóng lên.
phi lên trên. Mình sẽ lên trên nhà của nó, mình sẽ lên trên nhà của nó, mình nói rồi mà. Bây giờ mình sẽ tạo ra mấy con nhện này, nó có chiếc xe nào mà mình không lấy chiếc xe đó đâu, mình không thèm. Ok. Ok, mình sẽ tạo ra mấy con đệ này. Rồi, đệ tử đâu? Bắn tụi nó, cắn tụi nó. Đúng rồi, đệ tử. Đệ tử mình giết kìa. Ủa sao mà không có tác dụng gì? Oh, wow. Ok, thì ra nó bắn kìa. Mày nè con, cắn nó. Mày nè, định bắn anh nè, không được đâu. Ê, mở cửa cho vô nè. Mở được không ta? Không mở được. Ok. Rồi, đệ tử ra tiếp đi. Ok, đệ tử của mình rất là nhiều nha các bạn. Cực kỳ là nhiều luôn. Cho nên là không sợ. Ôi sao nó... Ê, tính ra đệ tử mình nó đi xuyên cái laser, cái tường laser của mấy thằng kia luôn mà nó vẫn không sao hết. Wow. Wow. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ tổng hợp. Đầu tiên chính là cái những con nhện. Thứ hai đó là những cái tai như thế này. Cái tai này là để bắn tơ nhện đồ đó các bạn, để có thể bay được này nọ đó, để có thể trở thành Spider-Man rồi đó. Rồi, cái thứ ba là cái kiếm. Cái kiếm hồi nãy các bạn cũng đã thấy tác dụng rồi. Cái thứ tư là cái súng. Cái súng thì các bạn cũng đã thấy nó bắn ra ba tia đúng không? Và cuối cùng là cái cây để quay. Các bạn thích món nào hãy bình luận ở bên dưới nha. Ok, mình thì mình thích cái tai nhện này nè. Tai nhện này rất có lợi cho mình. Rồi, tới đây em ơi, tới đây em ơi. Còn miếng máu à, nó không làm được cái gì hết á. Tại vì mình quá nhanh, quá nguy hiểm. Đây, con nhện mình đang cầm trên tay nè, các bạn thấy không? Các bạn thích con nhện này không? Đây là con nhện robot chứ không phải là nhện bình thường nha. Nhện này nó có khả năng là phân ra một đám gì đó. Rồi xong nó tới mình. À, kéo thằng này tới. Ôi giời ơi, sao bị gì vậy em? Ê, bay đâu vậy? Rồi, ok, nhện ơi. Đây là đàn nhện của mình. Bây giờ mình đứng ở đây đâu có nào dám tới mình đâu, thấy không? Đứng trong nhà hết luôn, nó sợ mình rồi. Nhưng mà nó nghĩ là đứng trong nhà là nó sẽ thắng mình à. Không, nó sai rồi. Nó nghĩ là đứng trong nhà là nó sẽ gọi là nó sẽ vượt qua được mình. Mà không, mình có thể bay lên nhà luôn mà. Ơi, sao bay cao vậy? Trời ơi. Này nó cũng lâu lâu nó cũng hơi lõi một tí. Hơi fail đúng không? Hơi fail nhưng mà không sao. Đây đây, nó lên kiếm mình kìa, Cái gì vậy trời? What? Why? Bực mình. Ok, tới rồi các bạn ơi. Tới rồi, mình đang hạ từ từ xuống. Ok, rồi ok, mấy nãy đây, mình sẽ thả mấy con nhện của mình ra được không? Mấy nhện mình dễ dãn còn sống cho nên là mình không có thả được. Chà. Nó không biết gì đâu, chắc chắn nó không biết gì đâu con nhóc này. Tới đây, ôi kìa. Tới đây nào nhóc. Chạy đâu hả nhóc. Ok, và cảm ơn các bạn đã xem cái video này. Và các bạn nghĩ sao về những cái sức mạnh của Spider-Man khi mà mình đã sản xuất ra được Spider-Man? Và các bạn hãy để lại bình luận bên dưới cho mình biết nha. Rồi, và các bạn đã xem, nếu thấy hay đừng quên để lại cho mình like, đăng ký và chia sẻ video, xem bằng kênh, bấm vào bên kênh để phần chính nha. Rồi, và hẹn gặp sau. Bye bye.